Trong sự kiện quảng bá và giới thiệu phim vào ngày 24 tháng 6 của Tencent Video, nền tảng sản xuất và phát sóng phim hàng đầu Trung Quốc, khán giả đã được thưởng thức những hình ảnh mới nhất từ các dự án lớn của Tencent. Trong đó, trailer mới nhất của Trường Tương Tư 2 chính là nội dung được thảo luận và quan tâm nhiều nhất. Tiếp nối những tình tiết hấp dẫn từ phần 1, phần 2 lên sóng vào ngày 8 tháng 7 tới đây, và sẽ tập trung vào hành trình Tiểu Yêu giải quyết mối quan hệ giữa mình và Thương Huyền, Tương Liễu, Đồ Sơn Cảnh và Xích Thủy Phong Long. Ở phần phim này, Tiểu Yêu và Xích Thủy Phong Long đã quyết định liên hôn để củng cố quyền lực thêm cho Thương Huyền. Tuy nhiên, hôn lễ không thể diễn ra trọn vẹn vì Đồ Sơn Cảnh đã thuê Tương Liễu tới phá đám cưới. Ngoài ra, trong trailer cũng hé lộ việc Tiểu Yêu biết Thương Huyền mượn tay Đồ Sơn Hầu giết Đồ Sơn Cảnh nhưng không thành, cuối trailer là phân cảnh Tương Liễu tử nạn nơi xa trường. Bên cạnh Trường Tương Tư phần 2, hàng loạt các dự án vô cùng chất lượng với sự tham gia của những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ cũng được giới thiệu trong buổi quảng bá này. Cùng mình điểm qua một số phim nổi bật nhất trong những dự án này nhé. Vĩnh Dạ Tinh Hà, Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề. Dự án chuyển thể Vĩnh Dạ Tinh Hà là câu chuyện cứu rỗi, chữa lành lẫn nhau giữa hai nhân vật chính. Nam chính Mộ Thanh, do Đinh Vũ Hề thủ vai, luôn tự xem bản thân hắn là quái vật, không được người đời dung thứ, cũng không dám để lộ mặt thật của mình. Nhưng vào một lần bất ngờ, Mộ Thanh gặp được Lăng Diệu Diệu, do Ngu Thư Hân thủ vai, một cô gái hồn nhiên hoạt bát, không hoảng sợ trước hắn và sẵn sàng trở thành bạn bè với hắn. Lăng Diệu Diệu vốn là cô gái nhỏ ở thế giới hiện đại. Một lần vô tình, cô bị xuyên vào trong quyển sách Chóc Yêu nổi tiếng. Chớ trêu thay, Lăng Diệu Diệu lại không đầu thai thành nữ chính mà chỉ có thể ngậm ngùi làm phản diện thứ ba. Nhiệm vụ của cô là phải ngăn cản mối nhân duyên của nam chính và chị gái, đồng thời phải bảo vệ nam chính khỏi sự mưu hại của nữ phản diện chính. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cô phải khiến nam chính yêu mình mới có thể quay về thời không của mình. Nhiệm vụ gần như bất khả thi khi tình cảm của Mộ Thanh đối với tỷ tỷ của mình một lòng sắt son, mà ác cảm của nam chính với Lăng Diệu Diệu cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, nhờ vào sự lanh lẹ và tài trí của mình, Lăng Diệu Diệu dần dần cảm hóa được trái tim lạnh giá của Mộ Thanh. Liễu Chu Ký, Trương Vãn Ý, Vương Sở Nhiên. Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên thủ vai. Con gái của một gia đình quan lại đang lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Nhưng giữa đường rước dâu, sự cố lại xảy đến khi Liễu Miên Đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành áp trại phu nhân của một tên phản tặc. Thế nhưng, đây chỉ là một vở kịch, thân phận thật sự của Liễu Miên Đường chính là đại đương gia của bang thổ phỉ này. Từng nhiều lần đối đầu bất phân thắng bại với Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu do Trương Vãn Ý thủ vai. Sau một biến cố nọ, Liễu Miên Đường bị trọng thương nặng, đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ được những gì xảy ra sau khi gả chồng. Cô đã lầm tưởng Hoài Dương Vương là người chồng tên Thôi Cửu mà mình đã gả trước đó. Hoài Dương Vương dù biết rõ mọi chuyện, nhưng y vẫn quyết định giả làm thương nhân Thôi Cửu, lợi dụng Liễu Miên Đường để làm mồi nhử cho mục đích của mình. Thời gian dần trôi qua, Thôi Hành Chu dần đem lòng yêu người vợ hờ Liễu Miên Đường, nhưng lúc này, Liễu Miên Đường cũng vô tình biết được người chồng hiện tại của mình không phải là Thôi Cửu thật sự, khiến cho Hoài Dương Dương phải đau đầu nghĩ cách truy thê vất vả. Quý Nữ, Trần Đô Linh, Tân Vân Lai. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Nội dung phim là câu chuyện xoay quanh cô nương có tên Trang Hàn Nhạn do Trần Đô Linh thủ vai, trải qua một kiếp với nhiều sự đau thương và lừa dối, nàng đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt luôn cảnh giác từng lời nói của người khác và khiến bản thân trở thành một con người khác trong kiếp sống mới. Trang Hàn Nhạn vốn là một cô nương có tấm lòng nhân hậu nhưng lại có số phận chẳng mấy may mắn khi bị bỏ rơi từ nhỏ, phải sinh sống ở vùng nông thôn phía Nam. Nàng bất ngờ mang trên mình một nỗi hiểm nghi của một vụ án giết người nên đã tìm cách chạy trốn về kinh thành, trở lại Trang gia nhằm mưu cầu đường sống. Sau khi trở lại kinh thành, Trang Hàn Nhạn vô tình bị Phó Vân Tịch do Tân Vân Lai thủ vai, đại lý Tự Thiếu Khanh chú ý đến. Phó Vân Tịch mang trong mình một căn bệnh lạ, mệnh vốn khó sống được lâu, chính vì vậy hắn cần cưới một thê tử để phó thác với người nhà. Người mà Phó Vân Tịch chọn không ai khác chính là Trang Hàn Nhạn, bởi hắn biết nàng vốn không như vẻ bề ngoài. Là một người gan dạ thông minh lại có tâm địa thiện lương nhân hậu, chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp nhất. Trang Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch sau đó lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Cũng trong quá trình mèo chuột vờn nhau, cả hai lỡ đem lòng trao cho đối phương lúc nào không hay. Sau này, Trang Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch liên thủ điều tra và vạch trần ác phụ Trang Sĩ Dương, đưa mọi tội danh, tội ác của hắn ra ngoài ánh sáng. Cuối cùng cả hai trở thành một đôi quyến lữ, phu thê ân ái. Lữ Kính, Đàn Kiện Thứ, Lý Lan Địch. Lữ Kính là phim thuộc thể loại hiện đại kỳ ảo,
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Phim lấy bối cảnh thời đại con người khai phá các hành tinh trong không gian vũ trụ và sinh sống tại đó, cũng là hành trình tìm lại bản thân của cô gái bị mất trí nhớ, Lạc Tầm, do Lý Lan Địch thủ vai. Vì một số lý do mà Lạc Tầm đã giả mạo công chúa Anh Tiên Lạc Lan của đế quốc An, gả cho công tước Thần Sa vì hôn nhân chính trị, mang án tử trên mình, đồng thời cô lại không có chút ký ức nào, tại đây bị người kỳ thị coi khinh. Người chồng trên danh nghĩa bỏ mặc, không tài sản không chỗ đứng thật sự khiến Lạc Tầm đủ đường khốn khó. Cũng tại đây cô gặp được Thiên Húc, do Đàn Kiện Thứ thủ vai, chàng trai dịu dàng như ánh mặt trời, sưởi ấm Lạc Tầm những lúc cô đơn và lạc lõng nhất. Thiên Húc động viên Lạc Tầm theo đuổi ước mơ, phát triển tài năng, giúp cô được người công nhận, khiến cô yêu anh say đắm cho đến một ngày, Thiên Húc qua đời để lại trong Lạc Tầm nỗi đau vô tận. Tình tiết bùng nổ nhất phải kể đến việc ngay lúc này người chồng trên danh nghĩa Thần Sa lại đem lòng yêu cô, chỉ tiếc trái tim Lạc Tầm không còn chỗ trống nào dành cho anh nữa. Cho đến một ngày cô phát hiện Thiên Húc không hề qua đời mà thân phận thật sự của anh chàng chính là Nhiếp Chính Quan, Ân Nam Chiêu, người đàn ông lạnh lùng, lý trí, hoàn toàn khác hẳn với Thiên Húc dịu dàng luôn ở bên cô. Đại Phụng Đả Canh Nhân, Vương Hạc Đệ, Điền Hy Vi. Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp. Nội dung phim Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An, do Vương Hạc Đệ thủ vai, từ lúc 17 tuổi đến khi trưởng thành. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau anh chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng Hứa Thất An lại không may trúng độc mà chết bất đắc kỳ tử và vô tình xuyên không về Vương Triều Đại Phụng, rồi trở thành bổ khoái của huyện Nha Hạt Trường Lạc Phủ Kinh Triệu và bắt đầu hành trình phiêu lưu khám phá những vụ án kỳ bí. Cuối cùng vận mệnh của Hứa Thất An sẽ như thế nào, về sau anh sẽ tiếp tục ở lại Đại Phụng hay trở về thế giới mình từng sống ban đầu? Câu chuyện sẽ hé lộ thông qua từng diễn biến hấp dẫn của mỗi tập phim. Bên cạnh đó, Hứa Thất An còn có mối lương duyên cùng nữ chính Lâm An, do Điền Hy Vi thủ vai. Nàng là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, vừa có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất hoạt bát, đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An. Cẩm Tú An Ninh, Trương Vãn Ý, Nhậm Mẫn. Cẩm Tú An Ninh được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn. Kiếp trước, La Thận Viễn là đứa con thứ bị mọi người lạnh nhạt, ghét bỏ, tính tình hung ác, hiểm độc nhưng lại bỗng dưng thành danh. Tiếng vang đồn xa khắp kinh thành, sau này còn trở thành thừa tướng khuynh đảo triều đình. Còn La Nghi Ninh ở kiếp trước dù là một thiên kim tiểu thư nhưng nàng lại là thứ nữ không được coi trọng, sau đó nàng gả cho Lục Gia Học, người mà nàng cũng đem lòng cảm mến. Nào ngờ hồng nhan bạc mệnh, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chẳng kéo dài lâu, La Nghi Ninh bị kẻ ác hãm hại rơi xuống vách núi mất mạng, sau đó trở thành oan hồn vất vờn trong chiếc châm ngọc của đại thiếu phu nhân Lục Gia. Ai ngờ sau một đêm tỉnh lại, nàng lại xuyên không về quá khứ, trở thành cô bé cùng tên La Nghi Ninh của La Gia ở Bảo Định, cũng là muội muội trên danh nghĩa La Thận Viễn. Hai người vốn lợi dụng lẫn nhau, sau đó dần nảy sinh cảm tình và sánh bước bên nhau. Theo diễn biến về sau của Cẩm Tú An Ninh, khi thân phận thực sự của La Nghi Ninh được phơi bày, thì La Nghi Ninh và La Thận Viễn sẽ gỡ bỏ thân phận anh em một nhà, thuận thế kết hôn giả, vừa hay hoàn thành ước nguyện tình cảm đôi lứa. Lạp Tội Đồ Giám 2, Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai. Phần 1 của Lạp Tội Đồ Giám được phát sóng năm 2022 đã gây nên một cơn sốt không nhỏ đối với khán giả, nhờ vào cốt truyện mới lạ về đề tài trinh thám, pháp y, hấp dẫn và kịch tính. Bộ phim khai thác nghề họa sĩ pháp y, kể về chàng họa sĩ trẻ Thẩm Dực do Đàn Kiện Thứ thủ vai, người đã từ bỏ công việc ở trường mỹ thuật để gia nhập đội điều tra hình sự Cục Cảnh sát Hải Thành, chi nhánh Bắc Giang để hỗ trợ điều tra phá án. Thẩm Dực được lãnh đạo sắp xếp hợp tác với đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Thành, Kim Thế Giai. Tuy vậy, đội trưởng Đỗ Thành lại bằng mặt không bằng lòng trong việc hợp tác với Thẩm Dực. Nguyên nhân là do Thẩm Dực từng vô tình khiến cho Lôi Nhất Phỉ, một cảnh sát nằm vùng và cũng là bạn thân của Đỗ Thành, phải bỏ mạng. Thẩm Dực đã dùng tài năng vẽ của mình để hỗ trợ phá án thành công. Cũng từ những lần phá án qua tranh của Thẩm Dực mà Đỗ Thành công nhận tài năng của anh. Từ đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực đã bắt tay nhau để điều tra sự thật về cái chết của Lôi Nhất Phỉ. Trong phần 2 của Lạp Tội Đồ Giám, Thẩm Dực và Đỗ Thành sẽ tiếp tục dấn thân vào điều tra và phá giải những vụ án mới đầy cuốn hút. Lạp Tội Đồ Giám là bộ phim đầu tiên dựa vào yếu tố phác họa chân dung để tiến hành điều tra vụ án khiến khán giả bị thu hút không rời mắt. Có thể những vụ án trong Lạp Tội Đồ Giám không thực sự quá phức tạp và kịch tính ở mức tối đa, nhưng chính sự mới mẻ về đề tài đã khiến bộ phim này có thể làm mưa làm gió trên màn ảnh. Lưu Thủy Điều Điều, Nhậm Gia Luân, Lý Lan Địch. Lưu Thủy Điều Điều được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Lâu, thuộc thể loại điền văn gia đấu. Trong phim, Nhậm Gia Luân vào vai nam chính Vệ Chiêu Tiêu Vô Hà,
còn Lý Lan Địch đảm nhận nhân vật Giang Tử. Bên cạnh đó, phim còn sự góp mặt của Từ Chính Khê vai Bùi Diễm. Nữ chính Giang Tử xuống núi ngao du giang hồ, nhưng lại vô tình rơi vào vòng xoáy đấu tranh của tả tướng Bùi Diễm và thành chủ của Nguyệt Lạc Thành, Vệ Chiêu. Để tránh chiến tranh xảy ra, Bùi Diễm muốn đem Nguyệt Lạc chia đều cho nước khác. Vệ Chiêu vì bảo vệ Nguyệt Lạc, cho nên đấu trí đấu dũng với Bùi Diễm. Cuối cùng, hai người vì sự an cư lạc nghiệp của bá tánh mà giải trừ mâu thuẫn, cùng nhau chống đỡ kẻ địch bên ngoài, một đường chiến thắng. Giang Tử thấy được sự phấn đấu hy sinh của Vệ Chiêu khi bảo vệ Nguyệt Lạc, cho nên đã rung động. Bùi Diễm thấy thế, chỉ đành buông bỏ tình cảm đơn phương đối với Giang Tử. Trong lúc mọi người tưởng rằng đã yên ổn, hoàng đế cảm nhận được ngai vàng của mình khó giữ, nên lập kế hãm hại Bùi Diễm và Vệ Chiêu. Vệ Chiêu trước tiên phát hiện ra âm mưu của hoàng đế, vì bảo vệ Bùi Diễm, hắn đã dùng thân mình để ôm hoàng đế lao vào lửa lớn. Còn lại Bùi Diễm và Giang Tử, vì hoàn thành tâm nguyện bảo vệ Nguyệt Lạc của Vệ Chiêu, cho nên đã thành lập tổ chức liều chết đấu tranh. Tử Dạ Quy, Hứa Khải, Điền Hy Vi. Thuộc thể loại hư cấu, huyền huyễn pha lẫn trích quái, kịch bản của Tử Dạ Quy được đánh giá cao vì mới lạ, cuốn hút. Xoay quanh hành trình bắt yêu quái của nam chính tiểu đạo sĩ Mai Trục Vũ do Hứa Khải thủ vai và cô nàng đại yêu Võ Trinh do Điền Hy Vi thủ vai. Nam chính Mai Trục Vũ bề ngoài là một quan viên nhỏ vô danh tiểu tốt của Huyền Giám Ty, nhưng thực chất anh chàng lại là đạo sĩ pháp thuật cao cường của Thiên Hy Cung vừa mới xuống núi, lấy việc diệt trừ yêu ma, bảo vệ chúng sinh thiên hạ là mục tiêu của cuộc đời. Trong khi đó, nữ chính Võ Trinh ban ngày là quý nữ nhà Dự Quốc Công, em gái của nhà vua, cũng là tiểu bá vương ăn chơi trác táng, tai tiếng khắp kinh thành, 26 tuổi vẫn chưa thành thân. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng trở về với thân phận là miêu công cầm đầu yêu quái ở Nhật Lý Vạn Cơ, thỉnh thoảng hóa thân thành yêu miêu đi gây rối khắp nơi. Với nội dung thú vị chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, chắc chắn Tử Dạ Quy sẽ là một dự án đáng mong chờ khi ra mắt. Hoán Vũ, Trương Tịnh Nghi, Chu Dực Nhiên. Hoán Vũ là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành gai góc, trông chênh của nữ chính Kiều Thanh Vũ do Trương Tịnh Nghi đảm nhận, dưới sự bầu bạn và giúp đỡ của nam chính Minh Thịnh do Chu Dực Nhiên đảm nhận. Câu chuyện bắt đầu với cái chết đột ngột của người chị Kiều Bạch Vũ đã khiến cho cuộc sống của Kiều Thanh Vũ hoàn toàn bị đảo ngược. Mọi thứ đều trở nên u ám tối tăm, không chỉ vậy cô phải chịu đựng những lời đồn đại cay nghiệt về cái chết của người chị. Biến cố này khiến cho gia đình cô buộc phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mong muốn giúp gia đình trở lại với cuộc sống bình thường, Thanh Vũ quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của chị mình. Quyết định này đã khiến cho Thanh Vũ gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với định kiến, điều tiếng, không nhận được sự thấu hiểu, cảm thông từ người thân, họ hàng. May thay, Thanh Vũ vẫn có một Minh Thịnh luôn ở bên động viên, bầu bạn và ra sức giúp đỡ cô vô điều kiện. Cẩm Nguyệt Như Ca, Châu Dã, Thừa Lỗi. Cẩm Nguyệt Như Ca được chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, kể về cô nương tên Hòa Yến, do Châu Dã thủ vai, vốn là người có tính cách cũng như ý chí mạnh mẽ. Nàng nguyện ý thay thế huynh trưởng của mình chinh chiến nơi xa trường nhiều năm. Đến khi Hòa Yến thành danh, bình định biên cương nàng lại theo ý cha mẹ rút lui nhường hào quang danh tiếng lại cho người huynh trưởng đã khỏi bệnh của mình, trở lại thành một cô nương bình thường. Sau đó, Hòa Yến đã kết hôn nhưng thật tiếc thay chỉ vì không có dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà nàng không được phu quân của mình sủng ái. Chịu đủ oan ức hành hạ thậm chí còn bị hạ độc đến mù mắt để rồi kết cục cuối cùng rời bỏ thế gian trong u uất. Tiếc thương cho một nữ anh hùng, ông trời ban cho Hòa Yến cơ hội được trùng sinh, kiếp này nàng quyết tâm trả lại hết những đau đớn mà kiếp trước phải gánh chịu, quyết sống một cuộc sống tốt hơn. Còn nam chính Tiêu Giác, do Thừa Lỗi thủ vai, chính là đối thủ một mất một còn của nữ chính Hòa Yến, được mệnh danh là phong vân chiến thần người tình trong mộng của mọi cô gái. Ở kiếp trước hai người chỉ có duyên là đối thủ của nhau nhưng kiếp này khi Hòa Yến có những hành động khác cũng là lúc hai người trở thành đồng đội cùng nhau sát cánh. Cùng nhau xông pha chiến trường, tạo dựng chiến công và cuối cùng là đến với nhau tạo nên một mối tình tuyệt thế. Trên đây là một số tựa phim chất lượng được Tencent giới thiệu trong sự kiện quảng bá vừa qua. Tất cả những dự án này đều được đầu tư hoành tráng với nhiều điểm cuốn hút riêng, hứa hẹn đem đến cho khán giả những trải nghiệm xem phim thú vị. Trong danh sách này có bộ phim nào mà bạn đang mong chờ hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!